Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách tải phần mềm Auto Group. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website đó là forresoftware.com, đúng không ạ? Các bạn truy cập vào website này, rồi các bạn hãy click vào cái phần tải phần mềm và lựa chọn tải Auto Group. Đó, các bạn click vào đây. Rồi nếu như bạn nào mà muốn dùng thử thì các bạn hãy tải phần mềm về, giải nén ra, tiến hành cài đặt phần mềm. Rồi tiếp theo thì các bạn gửi những cái thông tin này, đúng không ạ? Nhắn tin cái thông tin này, các bạn click với cái này nhé, tiếp tục dưới tên của bạn đấy, các bạn click vào đây hoặc là truy cập vào cái phần chat của nhân viên này, đó, click vào đây để các bạn chat và gửi những cái thông tin này cho nhân viên để nhân viên tiến hành tạo key bản quyền gửi cho bạn. Thì thông thường thì các bạn sẽ được nhận 2 ngày, đúng không ạ? Còn nếu như bạn muốn mua thì các bạn hãy tiến hành tạo đơn, đúng không ạ? Các bạn vào bảng giá này, click vào đây, các bạn click vào phần mềm này và các bạn lựa chọn cái gói 1 hoặc là 3 hoặc là 6 hoặc 12 tháng, các bạn lựa chọn ở đây và các bạn tiến hành thêm đồ hàng, các bạn tạo đơn thôi và các bạn tiến hành chat, đúng không ạ? Chat cho quản trị page này, cái mã đơn hàng và thông tin chuyển khoản của bạn, cái chi tiết, cái ảnh chi tiết chuyển khoản của bạn để nhân viên tiến hành kích hoạt cái key cho bạn và gửi cho bạn, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì các bạn hãy click vào tải phần mềm. Rồi chúng ta sẽ click vào cái nút này và các bạn click vô download, đúng không ạ? Vô cùng đơn giản đây, thì nó đã tải về rồi, đây nó đã tải về đây, rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành mở lên. Ok, trước khi giải nén thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, đúng không ạ? Thì các bạn hãy click vào đây, các bạn gõ cho nhất là date and time setting, đúng không ạ? Gõ cái vào ô tìm kiếm này, date and time setting, hoặc là các bạn click vào control panel, đúng không ạ? Control panel, rồi các bạn cũng click vào date and time. Đó, thì nó cũng tương tự thôi. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào đây, change date and time, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào cái phần này. Đó, các bạn lựa chọn lại cái định dạng ngày, đúng không ạ? Định dạng ngày đó là tháng, ngày, năm, đúng không ạ? Lựa chọn cái tháng, ngày, năm. Bắt buộc các bạn phải chọn định dạng này thì phần mềm nó mới tiến hành đăng được, đúng không ạ? Với kích hoạt được phần mềm của chúng ta thì nó mới tương thích được với Facebook đó, để chúng ta có thể đăng được bài trên nhóm. Rồi các bạn nhấn OK. OK, nhất làm lại, đúng không ạ? Nhất làm lại, các bạn click vô control panel, đúng không ạ? Chúng ta vào control panel, nhấn date and time. Rồi bước tiếp theo này, các bạn click vào change date and time. Rồi các bạn click vào đây, change calendar setting. Rồi các bạn lựa chọn cái định dạng này, đúng không ạ? Tháng, ngày, năm theo cái định dạng này. Và nhất nhắc lại là phải cài đặt định dạng này nhé, thì phần mềm Việt Nam mới có thể hoạt động được, nó mới tương thích và chúng ta mới có thể đăng được trên Facebook. Rồi các bạn nhấn OK, nhấn OK, OK. Rồi với cái cách mà các bạn gõ date and time nó cũng tương tự thôi, đúng không ạ? Đây, các bạn click xuống dòng cuối cùng đó, các bạn cũng lựa chọn cái dòng đầu tiên này. Chúng ta làm một trong hai cách đều được, đúng không ạ? Man, day, year, 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 đúng không ạ? Có định dạng này. OK, như vậy là được. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành giải nén. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta giải nén, đúng không ạ? Change to group. Rồi OK. Thì chúng ta tiến hành khởi động phần mềm lên thôi. Ở đây thì Nhất đã tiến hành kích hoạt key rồi, đúng không ạ? Đã tiến hành nhập key vào đây rồi, nên thì nó sẽ có giao diện này luôn. Đấy, thời hạn sử dụng đây. Nếu như bạn mới đầu tải về mà chưa có key ấy, thì nó sẽ hiển thị key ra, đúng không ạ? Và các bạn tiến hành chat với lại page, chat với lại page ở đây hoặc là ở đây. Đó, cái đường link là rồi, hoặc là các bạn truy cập vào m.me, đúng không ạ? Search for the software. Đó, các bạn truy cập vào đây. Đấy, nó cũng ra như thế này thôi, thì các bạn click vào để tiến hành chat với lại trang và chúng ta báo mã đơn hàng nếu như chúng ta mua, đúng không ạ? Mã đơn hàng và thông tin chuyển khoản, ảnh thông tin chuyển khoản.
đó thì chúng ta sẽ được cấp một cái key để kích hoạt tài khoản và nó gửi về email cho chúng ta. Hoặc là chúng ta muốn dùng thử đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tiến hành tải rồi giải nén cài đặt phần mềm, nó hiện ra cái ô nhập key thì các bạn sẽ tiến hành chat với lại quản trị viên page để tiến hành nhận cái mã này từ Forex Software đúng không ạ. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn bạn cái cách tải phần mềm rồi, và bây giờ thì chúng ta qua cái bước sử dụng đúng không ạ. Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm AutoGroup. Trước khi sử dụng phần mềm AutoGroup thì các bạn cần phải set lại cái định dạng thời gian đúng không ạ. Các bạn click vào ô tìm kiếm đúng không ạ, ô tìm kiếm ở phần này, các bạn tìm kiếm cho nhất cái phần này đúng không ạ, date and time setting. Rồi các bạn kéo xuống này, ở phần này các bạn click vô cái dòng ở cuối cùng này, change date and time format đúng không ạ, tức là thay đổi cái định dạng thời gian. Thì các bạn lựa chọn cho nhất cái định dạng là m xẹt d xẹt 4 chữ y này đúng không ạ, tức là Monday year đấy, ngày tháng ngày năm đúng không ạ. Rồi mình lựa chọn cái định dạng này rồi ok. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ quay trở lại cái thư mục, quay trở lại cái thư mục giải nén của chúng ta. Rồi chúng ta bật lên, rồi chúng ta có key thì chúng ta nhập vào. Ở đây thì Nhất nhập key rồi nên Nhất sẽ tiến hành sử dụng luôn đúng không ạ. Rồi cái giao diện của chúng ta nó sẽ như thế này. Đầu tiên là ngày hết hạn đúng không ạ, còn lại 29 ngày. Đây các bạn click vào đây để xem hướng dẫn đúng không ạ. Phần này là phần bạn đăng bài group. Ô này thì chúng ta sẽ tiến, ô này sẽ hiển thị các nick của chúng ta chèn vào. Ô này thì chúng ta sẽ dán token vào đây. Rồi các bạn cứ enter, nếu mà nhiều tài khoản thì các bạn cứ enter cái token dán vào đây là xong. Rồi đây là các group mà chúng ta sẽ tiến hành quét. Ví dụ nick của chúng ta tham gia bao nhiêu nhóm thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đây là ảnh bài đăng thì chúng ta tiến hành chọn hoặc là xóa. Đây là nội dung bài post đúng không ạ? Và đây nó thể hiện cái phần là thành công hay thất bại. Cái bài đăng của chúng ta ở đây. Cái phần này là phần comment đúng không ạ? Thì các bạn cũng dán token vào đây, rồi dán ID cái bài post vào. Có bao nhiêu bài post thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và chúng ta comment ví dụ chấm để nhận hướng dẫn, hay là chấm hoặc là nói một cái điều gì đó up chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì ở đây nó sẽ thể hiện trạng thái đúng không ạ. Còn ở cái phần bên trái này thì ở đây là thời gian. Ở đây thì Nhất sẽ set 100 đến 200. Ở đây là thời gian giữa hai lần post đúng không ạ. Ví dụ bạn đăng một bài đầu tiên thì đến 200 giây, trong khoảng từ 100 đến 200 giây thì nó sẽ random ngẫu nhiên. Nó sẽ random từ 100 đến 200 giây, có thể là 150 giây thì nó sẽ đăng tiếp bài nữa, rồi 200 giây nó sẽ đăng tiếp bài nữa, hoặc là 100 giây nó đăng tiếp bài nữa, cứ thế. Ở đây thì chúng ta sẽ click vô 5 đúng không ạ, thì nó sẽ 5 bài hoặc là 10 bài tùy vào chúng ta. Ở phần này sau khi post 5 bài thì sẽ nghỉ. Thường thường thì chúng ta post 5 bài xong thì chúng ta sẽ nghỉ đâu đó khoảng 500 giây chẳng hạn, hoặc là 1000 giây chẳng hạn, thì nó sẽ tiến hành tiếp tục đăng tiếp. Đấy thì chúng ta sẽ dừng lại hoặc quay vòng. Ví dụ như là dừng lại thì nó dừng luôn đúng không ạ, hoặc quay vòng sau khi đăng xong 5 bài thì nó sẽ nghỉ 1000 giây và nó tiếp tục đăng, thì sẽ quay vòng ở đây thì Nhất sẽ click dừng lại. Rồi tiếp theo quay trở lại thì Nhất sẽ tiến hành đăng đúng không ạ, quay vòng hoặc là dừng lại. Rồi Nhất sẽ làm lại này, 100 giây đến 200 giây. Tốt nhất là các bạn để lâu lâu một chút, bởi vì đăng một bài post thì nó khá là lâu đúng không ạ, rồi post thì khoảng 1 phút 2 phút gì đó. Rồi sau khi đăng khoảng 5 bài thì nó sẽ ngừng khoảng 300 giây hoặc 500 giây. Nó sẽ để 300 giây đi. Nếu cái này trường hợp các bạn quay vòng thì nó sẽ tiến hành hoạt động đúng không ạ? Còn nếu như các bạn dừng lại luôn thì nó sẽ không hoạt động. Ok. Dừng, ví dụ như các bạn đăng 5 bài thì kết thúc thì nó sẽ dừng lại. Còn nếu quay vòng thì nó sẽ sau 300 giây nó tiếp tục đăng 5 bài nữa, 5 bài nữa, 5 bài nữa, cứ thế nó đăng đúng không ạ. Rồi tiếp đến thì các bạn
truy cập, đăng nhập vào trình duyệt đúng không ạ? Cốc cốc hoặc là chom nhá. Cốc cốc hoặc là chom các bạn đăng nhập Facebook. Đăng nhập Facebook các bạn bật trình duyệt chom hoặc cốc cốc lên. Đó, ở đây thì Nhất tiến hành đăng nhập cái nick của Nhất rồi đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ tiến hành cài một cái extension cho Nhất, thì các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này của trình duyệt này là forestsoftware.com/get token get cookie đúng không ạ? Đấy, nó hiển thị như này. Hoặc là các bạn truy cập vào đường link forestsoftware.com/cookie. Này thì ở đây có hướng dẫn rồi nhá, các bạn sẽ xem cái video này để biết cách sử dụng. Ở đây thì Nhất sẽ làm nhanh thôi. Rồi các bạn nhắc lại là các bạn truy cập vào forestsoftware.com/get cookie nhá, get cookie để chúng ta đi đến cái trang tải extension. Rồi ở đây thì Nhất đã tiến hành cài đặt rồi đúng không ạ? Tiến hành cài đặt rồi thì nó sẽ hiển thị như thế này. Rồi bây giờ Nhất sẽ mở cái get cookie này lên. Đó, đây Nhất sẽ quay trở lại cái nick mà muốn đăng trên các group đấy. Nhất sẽ tiến hành đăng nhập nick và click vào get cookie token, thì đây nó sẽ hiện ra cookie và token để chúng ta sử dụng. Thì cái công việc của bạn là sao chép copy đúng không ạ, copy cái phần token này dán vào phần mềm. Đây cái ô dán đây các bạn Ctrl V vào. Đó, các bạn tiến hành Ctrl V vào đúng không ạ, các bạn tiến hành Ctrl V vào. Rồi các bạn click vô quét group. Đó thì nó sẽ hiển thị ra các nhóm này. Đó, hiển thị các nhóm đúng không ạ? Ở đây Nhất đã có tham gia 482 nhóm. Rồi bây giờ Nhất sẽ mở thêm một cái trình duyệt này nữa. Và Nhất cũng click vào để lấy token. Nhất sẽ mở thêm một cái nick nữa đúng không ạ? Và tiến hành sao chép cái token này dán vào phần mềm. Rồi ở đây thì mình sẽ enter xuống này, Ctrl V vào, rồi quét lại. Đấy đúng không ạ, nó hiển thị hai nick ở đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đăng đúng không ạ, tiến hành đăng chọn ảnh thôi. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành mở một cái hình ảnh lên đúng không ạ. Đây đi. Học website cực dễ với Đào Xuân Nhất. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn các group đúng không ạ? Lựa chọn các group hoặc là portrait. Click vào portrait đúng không ạ? Hoặc là lựa chọn một vài cái thôi. Thì tùy đúng không ạ. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành ấn vào nút start đúng không ạ, để tiến hành cho phần mềm tiến hành đăng cho chúng ta đó đúng không ạ. Ok nó sẽ xuất hiện một cái bài post ở đây này. Bây giờ chúng ta copy cái này để chúng ta xem đúng không ạ. Quay trở lại trang Facebook, dán cái đường link vào, enter. Đấy đúng không ạ, học website cực dễ với Đào Xuân Nhất, quá trình market lên công nghiệp. Đó, nó đã đăng lên cái nhóm này rồi đúng không ạ. Ở đây là giao diện mobile thì chúng ta xóa chữ M đi thôi, xóa chữ M đi. Đấy là như vậy là chúng ta đã đăng thành công rồi đúng không? Cái bài viết đây đó, đăng tức thì cái đường link của nó đây. Đấy như vậy là xong. Và bây giờ Nhất sẽ quay trở lại này. Một số cái chức năng này thì nó đang phát triển đúng không ạ, cái tính năng này nó đang phát triển, một số tính năng này đang phát triển. Bây giờ hiện tại thì chúng ta sử dụng được hai cái tính năng, đó là đăng bài group và comment thôi.
Đấy, nó sẽ xuất hiện cái ID by port ở đây, thì câu chuyện chúng ta là tiếp tục dán token vào đây. Đây, nó sẽ tiến hành copy lại cái token và dán vào bên này. Cái phần này thì các bạn lưu ý che đi nhá, đừng có để cho ai biết hết. Rồi nội dung comment là chấm. Rồi bây giờ chúng ta cũng tương tự thôi. Comment thành công này. Thì bây giờ Nhất sẽ tiến hành quay trở lại nhá. Nó mới có một cái ID by post thôi. Thì Nhất sẽ quay trở lại, đúng không? Quay trở lại cái bài viết này. Rồi Nhất tải lại này. Đấy, cái bài viết này. Đấy, chấm đúng không? Chấm này, chấm này. Đấy, rất là tuyệt vời. À, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn xong cái cách sử dụng phần mềm Auto Group, đó là cách đăng bài và cách comment. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công.